mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị. Rồi ngồi đi em. Gái tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên cạnh ạ. Rồi chào em. Em tên là gì? Dạ em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi, hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê mình ở đâu? Dạ em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng dạ. Nghệ An. Dạ đúng rồi ạ. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là và bạn gái bên cạnh. Em tên là Phan Bá Tiến, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang hướng chị. Hiện đang làm cơ khí chế tàu máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Rồi, vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi, chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào? Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và sống có nguyên tắc ạ. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Mấy cái người sạch sẽ này thường xuyên là tắm lâu lắm à, có không? Dạ có. Trời ơi. Tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng 1 tiếng nè. Thôi thấy chưa? Thì nhiều khi tắm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra. Nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm gì. Bạn Nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới thì, hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát, có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Rồi bây giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi đúng rồi, rồi. Làm, về sự nghề cùng anh. Rồi. Quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mặn tiếng nói nọ giống ai. Rồi Dương hay rồi, nhiều đó là hay rồi. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Lý do tại sao? Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Vì em ít nói nữa nên là họ rất là khó gần. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa, chưa cần tài luôn anh chị. Trời ơi. Thấy chưa, còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Trời ơi, gì lên. Và một mối tình thì em cũng đi làm được 1 năm. Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và cô ấy, khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Thôi, chia buồn với em nha. Dạ vâng. Nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nam ngoài hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, bạn trai cao bao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi à. Dạ. Được không em? Được rồi. Dạ được chị. Về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn một chút xíu ạ. Có chỉ câu tiến. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính toán quá chí ly chị. Và kéo kiệt ạ.
Em có keo kiệt không trai? Không, em là một người rất là lãng mạn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Như vậy là tốt rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều em quan tâm nhất đó là cùng quê. Nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết tính trên nhường dưới và chăm chỉ làm việc, có hiểu. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê, nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Bình Phước thì em có một miếng đất nhỏ. Lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê. Có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, miếng mà ở quê thì cũng có nhà luôn rồi. Có nhà và có một miếng đất riêng. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiểu và được chăm sóc bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này một cái. Em có thích làm dâu không? Dạ, em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ, em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì rồi, đều được ạ. Tốt. Một cái chặng đầu đã qua. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thêm một tuần em sẽ lên bàn gái vào ba buổi. Rồi, nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ, em thì thôi là dán cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa đời hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok, thôi vậy chị đã được thấy được rồi đó, hợp rồi đó. Dạ. Rồi, hợp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt. Để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi đó mà. Tết anh thường về quê với ai? Dạ, em thường về một mình thôi anh. Bạn trai thường về quê với ai? Với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Dạ. Đây có mối rồi ha. À, dạ. Ví dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ, đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, như vậy là ổn rồi. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Đúng đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân ạ. Rồi cho chị gặp bạn của em nha. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ, vâng. Rồi cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Con bổ sung thêm một chút là anh của con á là rất chăm chỉ, đi làm về không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Nhưng mà con thấy chị gái bên kia được không? Dạ, rất xinh ạ. Hợp với anh trai con không? Dạ, hợp. Hợp ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Thôi, chào em. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Và anh có món quà này, sô-cô-la. Dạ. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về giữ chân một người con gái. Chu đáo quá ha. Hoa rồi kẹo rồi còng chân nữa. Em cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Là cái gì vậy em? Anh có thể thử băng chiếc thắt lưng của em được không ạ? Ừ, mở ra đi em. Anh có thể tháo thắt lưng của mình ra. Không và... cần tháo đâu, đeo đi. Đeo đi. Tháo nó tuột, vô chừng mệt lắm. Đeo luôn đi, đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Cởi ra, cởi vô, nó tuột, mất công nữa. Rồi, ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh rất thích cái phong cách của em. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Rồi, dạ. Anh cũng vậy. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Em rất là thích. À, anh cũng rất là lãng mạn. Hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động. Một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Được. Anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Và anh có một câu nói như thế này. Là nếu em muốn chọn một người đàn ông dựa vào và những có một bờ vai vững chắc, những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và
Anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy, để em có sự lựa chọn riêng mình. Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em vừa vãi vững chắc. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng. Khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem đưa em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những cái không khí âm nhạc cùng anh. Em mới hỏi em có về Bình Phước với anh không? Dạ được. Hey. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm nè em. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Một cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. Bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chúc mừng chàng trai Thanh Trương nhá. Nào, nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kỳ vậy? Chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là giày. Giày này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái giày tây, nhưng mà cuối cùng là lại nhầm, lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối quá đi nhầm đúng không? Thôi, chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Chí Thắng thuộc về các bạn. Em gái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Rung chị. Rung. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Xin phép bạn. Xin phép em nhé. Chị là nhau có ai là chị An ha. Đó là bọn thứ nhất là mình sẽ tham gia các tương tác chung như thế nào. Nếu mà được chọn thì mình sẽ thông báo cho mình. Và sẽ có làm việc kỹ hơn với biên tập để chọn ra cho mình cái người phù hợp nhất tham gia cái điều hành ha. Rồi, ok, bắt đầu mình sẽ ngồi thẳng lên, đó, đúng rồi, cao quá. Rồi, đầu tiên là mình sẽ bắt đầu giới thiệu bản thân mình trước nè. Họ tên tuổi, quê quán, công việc của mình là gì ha? Dạ, em là Ma Văn Tú. Em đang sinh sống ở Sài Gòn. Nghề của em là làm người vận chuyển. Người vận chuyển của hãng shipper hả? Dạ, không, giao những thứ mà người ta cũng giao được của mình vậy. Giao gì em? Giao hàng cấm đúng không? Dạ không. Trừ những hàng không bảo, không vi phạm pháp luật ra thì em giao đấy. Rồi cụ thể đi nào, không có nói chung được. Cụ thể ví dụ như thế là mấy cái hàng nào mà giá trị cao như thế là tiền hay là điện thoại gì đó là em giao. Em làm cho tư nhân hay là cho ai như thế nào? Mà tự làm việc nào? Tự em làm. Tự làm ai tin tưởng thu tiền cho mình giao thì mình giao hay sao? Dạ có, em có mối quan hệ nên ví dụ chị muốn giao 10 tỷ thì chị sẽ đặt em. Đúng rồi. Em giao thì sẽ lấy phí bao nhiêu? Phí 100 cho hoa hồng. Cũng có cái cạnh này đúng không anh? Em trước giờ em giao những gì rồi? Dạ em giao giá trị trước đó, món đồ giá trị trước mình giao. Món giá trị nhất là cả 10 tỷ. 10 tỷ luôn, mà giá gì? Ví dụ như túi sách, cái bu chì hay là đồng hồ chủ lắc. Em mở một cái cơ sở riêng của em hả? Dạ đúng rồi. Cái nhà mình ở Sài Gòn luôn? Dạ. Em đang ở quận mấy? Ở quận Nhất. Nhà quận Nhất? Ở đường nào? Dạ ở đường Trần Hưng Đạo. Rồi ngay công an thành phố đấy hả? Dạ đúng rồi, ngay công an thành phố. Gần công an thành phố 591. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là giao là lấy được cửa hàng giao hay là giao trung gian hay là sao? Có nghĩa là cửa hàng nó có mối, nó có cái nhu cầu giao thì mình giao cho họ. Thế vậy em làm tự do, em không có làm cho một cái sàn giao nhận nào hết. Dạ. Không làm cho một đơn vị logistics nào hết. Mà ví dụ như chẳng hạn đây là chỉ là một cái văn phòng
si chị cần mà chị đang cần bạn này, bạn đang chuyển cho bạn này 10 tỷ chuyển là trung gian thì chị sẽ book em. Nhân viên của chị là không dám chuyển thì chị sẽ book em đi chuyển 10 tỷ đó. Rồi làm sao mà tin tưởng của em ạ? Dạ em đã có mối quan hệ với chị, mình có đủ sự mối quan tin tưởng không phải giao cho em chứ. Em mất bao nhiêu lâu để em gầy dựng được cái sự tin tưởng của em cho các cái đối tác đến hiện tại? Mất là 10 năm. 10 năm. Và từ năm 21 tuổi là đã bắt đầu là cái công việc này rồi đó. Dạ. Rồi trước khi làm công việc này mình làm cái gì không? Dạ trước công việc này thì em làm bên giống như là thì máy móc thiết bị âm thanh. Con nghề công việc gì cho người nhưng sợ không sợ cướp không em? Em không sợ đâu, người ta không sợ em, thôi em là sợ mày biết là võ vẽ rồi dùng các cái... Mình có thể dùng cái máy khác chứ mình đâu có thể đầu ô với cơ 10 tỷ mình đi được. POS đúng không? Dạ. POS đúng không? Không có, mình có thể ví dụ như mình người trang gì đó, ví dụ như em vào công trình em lấy tiền cho họ, nhưng mà dùng cái ví dụ cứ lấy tiền số tiền đó nhưng mà em bỏ cả một cái giống như cái bao xi măng gì đó kiểu là nhìn không ai biết là mình có tiền, nhìn không ai biết là mình làm có tiền. Nhưng mà bao giờ giao cho người ta làm sự cố gì không? Dạ chưa bao giờ làm sự cố. Phải à, về ví dụ như những cái đồ giá trị của điện thoại các thứ đó. Dạ. Đúng không? Giờ không biết ngày nào đúng không? Ngày nhiều người làm không? Nó là nhiều người ít người làm là vì cái tự nhiên em ra hàng tấn có khi nào nhà hàng tấn không có thể đó. Không, em không bây giờ phải làm tắm. Bây giờ rất là em muốn làm. Vậy là đang ở tuổi nhất ở gia đình hả? Dạ. Rồi gia đình có bao nhiêu anh chị em? Có hai anh em ạ. Em là lớn hay là bé? Em là lớn. Một đứa em gái thì đang ở bên Nhật. Rồi, thì mày thì yếu với tài năng của em là gì tú? Điểm mạnh thì là biết kiếm tiền. Hai cái dụng nhiều có thể không? Với lại năng động. Trời ơi, quên không có vui thật thiệt. Trả lời cái năng kiếm được nhiêu? Tầm khoảng gì? Một tháng của em có thu nhập bao nhiêu? Tháng là 3 triệu. Rồi. Tiếp. Gia đình phiếu thì là nó hơi xin rồi nên nhiều khi cũng bị lừa. Bị lừa đó hả? Lừa sao? Tức là nó có đối tác mà nó lừa em rồi. Không biết chuyện là ai cũng có thể lừa. Người gái lừa. Tình cảm nhiều khi. Là vì gái lừa nhiều mà. Bao nhiêu cô lừa rồi? Tại vì khi họ quen nhau quá thì cứ chưa quen thì họ đã hỏi sụp được chiếc tiền bạc. Họ nó bận lên là những... Mà khi cho họ mượn xong rồi họ... thì người ta dựa vào đâu mà nhìn phát là biết em có tiền thôi mà hỏi em mượn tiền hay chỉ họ mượn đại thôi. Không, ví dụ như thế là bây giờ như kiểu là bây giờ em đang khó khăn cái này nọ, em là sinh viên đang khó khăn này nọ, anh cho em mượn một ít để em trang trải cuộc sống. Hoặc là ví dụ như nếu mà có nhiều người thì người ta bảo là người ta đang kinh doanh cái gì đó, người ta không có vốn. Về mặt tin lời là cái cho mượn luôn. Dạ. Là mất. Mất khoảng bao nhiêu rồi nữa? Mà chị cũng là khá rồi chị. Khá rồi mà. Có cô nào mà quen nhau được một thời gian mà thành người yêu mình mà cô ấy lừa em không? Dạ không, cái đó thì không. Tại vì trước có một con cô mà chuẩn bị để sắp cưới rồi nhưng mà giới tiếp được cô ấy bị tai nạn được không? Mất thì có cô đấy không? Dạ, từ đó là cũng chưa bao giờ đã tìm được một người. Vậy là em đã từng có mấy mối tình rồi? Nếu mà mối tình mà gọi là sâu sắc thì là một mối tình. Là cái cô đấy hả? Đúng rồi. Rồi đang làm việc tìm hiểu xong thì chưa kịp tìm hiểu đã bị lừa rồi. Dạ, bây giờ toàn làm mà chào mua hàng với lại không à. Rồi. Các bạn này mất bao lâu rồi? Bạn mất cái tay 3 năm. Rồi em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, chị mẹ là phụ nữ. Thứ hai là trung tình. Thứ ba là nếu mà là tình yêu thì là phải có tình dục.
Tình yêu là phải có tình dục không? Đúng rồi, không có tình dục là tình dục chiến. Ủa, là yêu bao lâu không có tình dục hay là mới gặp cái có tình dục? Không, có nghĩa là tình dục, ví dụ như tình dục trong một tháng đó. Mình có thể mình, nếu mà mình hợp nhau thì có thể mình quyết định mình tới với nhau. Còn nếu mình không hợp nhau thì mình cứ nói thẳng là bây giờ chúng ta không hợp nhau. Tức là phải thử ấy đúng không? Dạ. Phải thử trước đúng không? Dạ. Hợp thì mới tiến tới. Đúng rồi. Không hợp là không chịu. Nếu không hợp thì mình nói thẳng luôn là không hợp. Nhưng mà lúc bạn điểm này của mình là cũng thẳng thắn rõ ràng nhưng mà đúng cái gì đó đúng không? Đúng. Tình yêu có tình dục, ý thì giờ yêu nhau có tình dục thì sao yêu? Tại vì mình ăn thắng nhiều bạn bè của em thì bây giờ đâu có cái chuyện mà nhắc tới cái vụ đi chơi xa đâu đó em phải có bài trước 9 giờ là cái đó bạn không có thích. Đối với em là một khi mà đi chơi là thoải mái, chơi hết mình. Chơi là tôi đến, đúng không? Dạ, còn một đi thì thôi ở nhà. Chứ đừng kiểu mà đi mình chưa 7 giờ đi, mình 9 giờ em một bài, còn bạn không là hẹn mấy giờ cao lúc cao tôi đến 8 giờ. Tính nhân nó năng động, hiện đại là một chiếc. Chứ có mấy câu chuyện thấu quá là quen là giữ cái ngạc vàng cái đêm tâm hồn. Tại vì công việc của quen cũng nhiều khi mình tiếp xúc nhiều phụ nữ, nhiều khi cái mấy câu chuyện thấu thì họ hay ghen không? Ghen hả? Dạ. Họ một là ghen, còn không là không thèm ghen, không thì có biết gì đâu mà ghen. Rồi, thì nữa không? Dạ, có bạn gái thế nào không? Tuổi tác quê quán bạn gái sao? Tuổi tác thì cả tầm 29 tới 32. Tại vì trẻ có thì nó đang còn suy nghĩ nó bùng bột. Sinh sống làm việc ở quê ở đâu cũng được nhưng mà sinh sống làm việc ở trong Sài Gòn. Tại vì em ngại đi xa, mà đi xa thì ở xa thì tình cảm nó không có ok. Rồi, ok. Cảm ơn Tú nha. Dạ. Thì chương trình sẽ liên hệ với em này. Dạ. Ừ, rồi.